Chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với khóa học ngữ văn lớp 7 cùng trang web olm.vn Các em thân mến, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu những tri thức ngữ văn về một loại chuyện vô cùng thú vị và hấp dẫn Đó chính là chuyện khoa học viễn tưởng Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay bước vào bài học ngày hôm nay để xem khi đọc truyện khoa học viễn tưởng thì chúng ta cần lưu ý những tri thức gì nhé. Để tìm hiểu về bài học này thì chúng ta sẽ đi theo các phần như sau. Định nghĩa Đề tài Sự kiện Tình huống Cốt truyện Bối cảnh và nhân vật các em lưu ý, trong bài học này, cô sẽ lấy tiểu thuyết Hai vạn dặm dưới đáy biển của nhà văn Jean Wagner làm ví dụ minh họa cho tất cả những phần này. Những đoạn trích của tiểu thuyết này cũng sẽ chính là các văn bản mà các em đi đọc hiểu trong chủ đề này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào phần đầu tiên đi tìm hiểu về định nghĩa của chuyện khoa học viễn tưởng. Để định nghĩa về thể loại chuyện này thì có một số định nghĩa như sau chuyện khoa học viễn tưởng là những tác phẩm văn học mà ở đó tác giả tưởng tượng hư cấu dựa trên thành tựu của khoa học và công nghệ chuyện khoa học viễn tưởng rất ít khi chứa các yếu tố thân kỳ siêu nhiên mà luôn dựa trên những kiến thức hoặc lý thuyết khoa học tại thời điểm mà tác phẩm ra đời Chuyện khoa học viễn tưởng là loại chuyện hư cấu về những điều diễn ra trong một thế giới giả định dựa trên tri thức khoa học và trí tưởng tượng của tác giả. Và thứ ba, chuyện khoa học viễn tưởng là loại tác phẩm viết về thế giới tương lai dựa trên sự phát triển của khoa học dự đoán, thường có tính chất ly kỳ. Chuyện khoa học viễn tưởng sử dụng cách viết logic nhằm truyền khai những ý tưởng về viễn cảnh hay công nghệ tương lai. Vậy tuy ba định nghĩa này có cách diễn đạt khác nhau, nhưng từ đó các em đã rút ra được những điểm gì chung của thể loại truyện khoa học viễn tưởng? A à, đúng rồi, dù ba định nghĩa này có cách diễn đạt khác nhau nhưng chúng ta có thể rút ra được cả ba định nghĩa này đều hướng đến tính tưởng tượng hư cấu nhưng dựa trên thành tựu khoa học và công nghệ của thể loại truyện khoa học viễn tưởng. Vậy bây giờ các em hãy thử liên tưởng về thể loại truyện này với chuyện thần thoại, truyền thuyết và cổ tích mà chúng ta đã được học ở lớp 6 và cho cô biết những yếu tố tưởng tượng hư cấu ở trong truyện khoa học viễn tưởng có giống với những yếu tố tưởng tượng kỳ ảo ở trong các tác phẩm truyện dân gian hay không à rất chính xác những yếu tố tưởng tượng kỳ ảo trong các tác phẩm truyện dân gian nó hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của con người về những thế lực siêu nhiên và những điều đó có thể nói là sẽ không bao giờ trở thành hiện thực trong cuộc sống của chúng ta thế nhưng những yếu tố tưởng tượng hư cấu của chuyện khoa học viễn tưởng luôn dựa trên những thành tựu của khoa học và công nghệ và nếu như đến một thời điểm nào đó khoa học công nghệ rất phát triển thì những yếu tố này hoàn toàn có thể sẽ trở thành hiện thực trong cuộc sống của chúng ta như vậy là qua định nghĩa này các em đã nắm được những nét chung nhất về thể loại chuyện khoa học viễn tưởng rồi đúng không nào tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về đề tài của thể loại này vậy các em hãy thử liên hệ với những gì mà định nghĩa đã cung cấp cho chúng ta cũng như tên của thể loại chuyện này và hình dung ra xem đề tài của thể loại khoa học viễn tưởng có thể là những đề tài gì đề tài của chuyện khoa học viễn tưởng thường đa dạng phong phú gắn với các phát minh khoa học công nghệ như công nghệ tương lai chế tạo dược liệu khám phá đáy đại dương và lòng trái đất du hành xuyên thời gian du hành vũ trụ gặp người ngoài hành tinh những đề tài rất là thú vị và hấp dẫn đúng không các em và đặc biệt, tất cả những hoạt động ấy được thực hiện dựa trên cơ sở những phát kiến khoa học đặc biệt trong tương lai liên quan tới bước tiến nhảy vọt của công nghệ thông tin, công nghệ sinh học hay khoa học vũ trụ. Nghĩa là những đề tài này không phải là vô căn cứ, hoàn toàn tưởng tượng hư cấu mà luôn dựa trên cơ sở khoa học. Những hoạt động nghiên cứu và chế tạo đang diễn ra. Chẳng hạn trong tiểu thuyết Hai vạn dặm dưới đáy biển của nhà văn Duyên Wagner thì đề tài chính là câu chuyện khám phá đại dương đầy bí ẩn. Đại dương rộng lớn và bao la chứa biết bao những điều bí ẩn, luôn thôi thúc sự tò mò, khao khát muốn được tìm hiểu và chiếm lĩnh của con người. Thế nhưng, con người chưa bao giờ chiếm lĩnh được tất cả những thông tin về đại dương, chính vì thế, đề tài khám phá đáy đại dương luôn là một đề tài vô cùng hấp dẫn đối với các tác giả viết truyện khoa học viễn tưởng. Sau khi đã tìm hiểu xong về đề tài, chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu về những sự kiện ở trong thể loại truyện khoa học viễn tưởng. Sự kiện trong truyện khoa học viễn tưởng có thể bắt đầu từ sự kiện có thật và từ đó thì nhà văn sẽ hình dung và tưởng tượng ra câu chuyện. Chẳng hạn như là từ việc bắt đầu có tàu ngầm thô sơ thì tác giả Gene Wagner đã tưởng tượng ra con tàu Nautilus có đặc điểm như một tàu ngầm hiện đại và trên thực tế thì điều mà nhà văn Jules Verne viết trong tác phẩm của mình đã trở thành hiện thực trong cuộc sống ngày nay của chúng ta hiện nay các nhà khoa học các nhà sáng chế đã chế tạo được ra rất nhiều những con tàu ngầm vô cùng hiện đại có thể giúp con người phân nào khám phá được những bí ẩn dưới đáy đại dương tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tình huống của chuyện khoa học viễn tưởng Tình huống của chuyện khoa học viễn tưởng thường mang tính đột ngột, bất ngờ, có phần ly kỳ và mạo hiểm. Tác giả thường đặt nhân vật vào những hoàn cảnh đặc biệt, những khó khăn hay mâu thuẫn cần phải giải quyết trong thế giới giả tưởng. Vậy bây giờ, các em hãy thử cùng cô dự đoán xem sự kiện nào có thể trở thành một tình huống của chuyện khoa học viễn tưởng qua câu hỏi tương tác sau nhé. Về một tình huống của chuyện khoa học viễn tưởng, chúng ta có thể kể tới tình huống trong văn bản Bạch Tuộc trích tiểu thuyết hai vạn dặm dưới đáy biển của Jean Wagner là khi tàu ngầm Nautilus gặp đàn Bạch Tuộc khổng lồ và diễn biến của cuộc chiến đấu chống lại chúng. Việc mà tàu Nautilus gặp đàn bạch tuộc khổng lồ chính là lúc đã đẩy các nhân vật vào trong một hoàn cảnh đặc biệt và khó khăn. Nếu không chiến đấu chống lại chúng thì những thành viên của con tàu có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đây chính là mâu thuẫn mà các nhân vật cần phải giải quyết. Có thể nói, tình huống của chuyện khoa học viễn tưởng vô cùng gay cấn, ly kỳ và hấp dẫn, tác động mạnh mẽ tới trí tưởng tượng của chúng ta. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cốt truyện của chuyện khoa học viễn tưởng. Cốt truyện trong tác phẩm khoa học viễn tưởng thường gồm một chuỗi tình huống, sự kiện hoàn toàn tưởng tượng gắn với các sự kiện khoa học và công nghệ, với những sự kiện đi trước thời gian, những tình huống táo bạo và bất ngờ. Chẳng hạn, cốt truyện của Hai vạn dặm dưới đáy biển là câu chuyện kể về hàng loạt sự kiện phiêu lưu, mạo hiểm của đoàn thủy thủ và những nhà khoa học trên tàu ngầm Nautilus để cho một tác phẩm khoa học viễn tưởng có thể thành công và thu hút được bạn đọc thì bắt buộc tác giả phải viết được một cốt truyện ly kỳ và hấp dẫn chứa nhiều tình huống táo bạo bất ngờ và những đột phá nếu không có tưởng tượng không có những sự ly kỳ hấp dẫn táo bạo và bất ngờ thì sẽ không thể nào tạo nên được chất riêng của một tác phẩm khoa học viễn tưởng tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về bối cảnh của chuyện khoa học viễn tưởng Vậy theo các em, với những đặc điểm của chuyện khoa học viễn tưởng mà chúng ta vừa cùng nhau đi tìm hiểu, thì bối cảnh của chuyện khoa học viễn tưởng có thể có tính chất gì? À, bối cảnh của chuyện khoa học viễn tưởng nó thường gắn với đề tài của chuyện, do đó thì nó sẽ mang tính giả định, chứ không phải là một bối cảnh thực và gắn liền với cuộc sống hàng ngày của chúng ta khi tìm hiểu về bối cảnh của chuyện khoa học viễn tưởng chúng ta sẽ tìm hiểu trên hai phương diện là không gian và thời gian trước hết về không gian thì thường là không gian vũ trụ hoặc là lòng đất hoặc đáy biển còn về thời gian thì có thể trong tương lai xa xét từ mốc ra đời của tác phẩm hoặc trộn lẫn giữa quá khứ hiện tại và tương lai chẳng hạn như câu chuyện trong tiểu thuyết hai vạn dặm dưới đáy biển diễn ra trong nhiều ngày nhiều thời điểm, ở một không gian biển cả rộng lớn, sâu hai vạn dặm dưới đáy biển, vô cùng hoành tráng và bí hiểm. Bối cảnh này cũng gắn liền với đề tài của chuyện là đề tài thám hiểm dưới đáy đại dương. Như vậy, bối cảnh của chuyện cũng góp phần không nhỏ vào việc tạo nên được sự ly kỳ, hấp dẫn cho chuyện khoa học viễn tưởng. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về nhân vật của chuyện khoa học viễn tưởng. Vậy theo các em, những đối tượng nào có thể trở thành nhân vật của chuyện khoa học viễn tưởng? Nhân vật của chuyện khoa học viễn tưởng có thể là những đối tượng sau. Những con người thông thái kiệt xuất như nhà khoa học, nhà phát minh, sáng chế. Những con người có sức mạnh hoặc năng lực phi thường. Người ngoài hành tinh hoặc các con quái vật chẳng hạn như các nhân vật trong hai vạn dặm dưới đáy biển là giáo sư Aronnax, người say mê khám phá sinh vật biển và thuyền trưởng Nemo là chủ nhân của con tàu bí ẩn Nautilus. Họ là những người có cho mình những khả năng đặc biệt về khoa học công nghệ cũng như sở hữu những thiết bị vô cùng tối tân. Chính nhờ những yếu tố này mới có thể giúp cho các nhân vật có thể thám hiệp đáy biển và tạo ra những tình huống, những sự kiện cho câu chuyện. Chứ nếu nhân vật chỉ là những người dân trai bình thường với những con tàu thô sơ thì sẽ không thể nào khám phá được đáy đại dương và từ đó những tình huống, những sự kiện tiếp theo trong câu chuyện cũng sẽ không diễn ra, không thể tạo nên được một tác phẩm truyện khoa học viễn tưởng. Vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu những kiến thức cơ bản cần thiết để có thể đi đọc hiểu một tác phẩm truyện khoa học viễn tưởng. Cô hy vọng những kiến thức này sẽ giúp cho các em có thể chuẩn bị được thật tốt trước khi đi đọc hiểu các tác phẩm ở trong chủ đề. Và bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã chú ý quan sát và lắng nghe. Hẹn gặp lại các em ở những bài giảng tiếp theo cùng olm.vn.